Xin chào anh em, lại thêm anh một cây Yamaha giới thiệu với anh em nữa nha. Hôm nay bốn cây Yamaha luôn anh em, hai cây dây sắt, hai cây dây ni lông, toàn hàng ngon, giá rẻ cho anh em mình luôn. Đây là cây Yamaha C150 nha anh em, C150, Made in Japan, sản xuất Nhật luôn anh em. Đàn này chất lượng thì tốt nhưng mà nó cũ nha anh em, cũ cho nên nó rẻ, nó cũ, nó lướt xước tùm lum hết đó. Anh em nào mà cần chất lượng đàn, chơi cây đàn ngon chất lượng, không quan tâm đến nhan sắc, chơi cây này ngon rẻ nữa anh em nha. Còn anh em quan tâm đến ngoại hình thì mình có cây khác cho anh em nha. Cây này thì liên quan đến chất lượng thôi, chất lượng tốt, ngoại hình nó xuất sắc, nó cũ cho nên nó rẻ nha. C150 thì thường anh em mua ngoài thị trường, nếu mà đàn đẹp, hàng đẹp đẹp, hàng cũ luôn nha anh em nha, chứ này không có mới anh em mua đâu, hàng cũ thôi, nhưng mà ngoại hình nó đẹp hơn thì giá nó cao, nó khoảng tầm 26, 28, 3 triệu, 3 triệu mấy, tùy theo nơi bán, tùy theo cái người bán nữa nha anh em nha. Cây này thì nó cũ cho nên rẻ, 2 triệu đồng thôi anh em, chỉ có 2 triệu anh em có được một cây đàn Nhật Yamaha chính hãng, âm hay tuyệt vời luôn. Ngoại hình thì nó không đẹp lắm nên anh em, nó hơi lướt xước. Đây mình quay tổng quan cái đàn cho anh em coi, tổng quan mặt đàn nè. Anh em nhìn thì thấy nó vẫn đẹp của anh em, nhưng mà nhìn gần nó có vài vết nước xước lấm tấm xung quanh đó anh em, nhiều vết lắm. Lát mình quay gần mình để cho anh em ngắm nghía luôn, chứ giờ chỉ từng vết chỉ cũng hơi nhiều. Mỗi vết nó nhỏ nhỏ thôi em, chứ nó không có nhiều, nó không có lớn, không hư hỏng, không bể bở gì nha anh em. Nó xước, nó xước linh tinh nhỏ nè. Đó là mặt trước nha anh em, mặt sau nó xước nhiều lắm anh em thấy không đó, nó chỉ là xước thôi anh em, xước nhẹ ở ngoài thôi, không ảnh hưởng đến chất lượng đàn nha anh em nha, hoàn toàn là ngon lành hết, cần nó cũng vậy anh em. Vài vết xước ngon. Âm thì nó hay nha anh em, cây này âm nó cực kỳ hay, chất lượng tốt, âm hay, ngon lành lắm. Đàn thì hoàn toàn ngon lành, ok hết, chỉ là lướt xước cho nên mình thanh lý giá rẻ thôi, mình cũng thông báo cho anh em và mình quay gần nha, mình quay gần quay chi tiết những vết xước đó cho anh em coi để anh em ngắm nghía đó. Giá thì chỉ có 2 triệu đồng thôi anh em, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình, cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn anh em ơi, rồi anh em coi gần đàn nha anh em, đẹp hoàn toàn là anh em, mặt tốp nha, mặt tốp nó đẹp thôi. Nó có lướt xước nhưng mà cái vị trí lướt xước của nó giống như nãy mình nói anh em, nó lấm tấm nó nhỏ thôi nha. Đây nè em coi kỹ coi, đây nè, lắm tắm xước li ti này, nhỏ nhỏ nè, phải đâu nữa ta, nhìn không thấy luôn em ơi, nó nhỏ quá, có nghĩa là nó nhỏ mình nhìn nhìn không thấy rõ được luôn anh em, nó nhỏ lắm. Đây nè, xéo xéo ánh sáng luôn em, mới thấy nè, xước xước miếng nhỏ xíu nữa không đó, đại khái là vậy đó anh em, đây nè, xước nhỏ xíu nè đó, những vết lắm tắm nhỏ vậy thôi. Thì anh em là không quan tâm đến những vết lắm tắm đó, những vết xước nhỏ đó, quan tâm đến chất lượng đàn thì chơi cây này rất là ok. Còn anh em nào mà khét nét về những vấn đề mà nhan sắc nó quá thì bỏ qua clip nha, coi cho vui, coi tham khảo thôi nha anh em. Đó, lướt xước nè, nhỏ nhỏ vậy thôi, không ảnh hưởng gì, có lưng nó là bự bự nè anh em. Xước nhiều nha, không vào sơn nha anh em, nó ở ngoài lớp sơn thôi, nó không chạy vô sơn, nó ở ngoài thôi. Đó, nó cũ cho nên nó mới rẻ nha anh em. Đàn này là bán cái âm thanh thôi, âm thanh thì tuyệt vời nè, lướt xước cần nó cũng lướt xước từ lưa luôn anh em. Đó, thấy không, nhiều quá, nhiều quá, chỉ mệt quá để luôn nè. Đó anh em ngó luôn đi. Đây là nó xước cái gì nè, đúng rồi, đây nó cũng xước nè. Đó, nói chung là nó nhiều quá xước nha anh em, nhiều quá xước, chất lượng thì ngon lành, cần ngon nè, khóa đẹp nè, ok, âm thanh chất lượng thì ok nha. Còn đẹp thì nó không đẹp á, khỏi quan tâm đến vấn đề đẹp nè, action đẹp luôn nè, action ngon, chuẩn, ngon lành. Rồi test cần phím cho anh em nghe, cần phím ngon lành nha anh em nha, không rè tè, không lỗi lầm miếng nào nha anh em. Âm thì nó rất là hay luôn em, tầm giá 2 triệu không thể kiếm được cây đàn ngon hơn này luôn, đảm bảo với anh em. Mình test vài hợp âm để anh em nghe. Thank you.
lưng anh em có cái độ ấm đó nè. Triệu đồng thôi, Yamaha C150 của Nhật, made in Japan. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.